Và từ đây lại tiếp tục chương trình văn nghệ. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã biết chi trung niên của binh đoàn giáo dân Tam Minh giáo sứ Kẻ Sặt đã được thành lập khoảng 2 năm gần đây. Và ngày hôm nay cũng trong niềm vui này, anh chị em chi trung niên cũng đến cũng có một tiết mục rất vui trong bữa tiệc liên hoan mừng lễ thắng Catalina ngày hôm nay. Ở đây xin mời các anh chị của chi trung niên có một tiết mục văn nghệ với bài hát với bài hát ca vang tình cha thánh Đa Minh, xin mời.
Vâng, xin cảm ơn các anh chị của chị Trung Liên rất nhiều. Một bài hát rất là hay. Quý vị thấy